người tốt mới về tới cả trăm cả trăm ngàn người ta ai làm ruộng cũng đốt là nó khói dữ lắm, nó sẵn đi ngang đây rồi chạy quay con đường theo Tầm Dông luôn. Có cái dạng bông này đẹp không? Cái này bông tỏi. Bông tỏi nó có mùi tỏi. Ta cắt lúa xong rồi đó, cái rơm rạ lấy không hết á, còn lại trên đồng đó, rồi ta đốt thì ta đốt bỏ, mà bây giờ thì bắt đầu có người đốt lai rai rồi, tới mà thấy ai cũng đốt. Ở đây thì vừa mới qua Lương Phi rồi vô tới salon. Cũng người ta cắt lúa, cũng nhiều nơi người ta cắt lúa luôn rồi. Đó, hai bên đường là lúa thôi nè. Ông đó là mệt mù luôn. Trời thấy như là bị sương mù, nhưng mà nó là khói đốt đồng. Cái đốt đồng kiểu này á, cũng là làm ô nhiễm không khí dữ lắm. Lúa đã cắt xong rồi đó, nhưng mà còn ruộng lúa chín nhiều lắm. Đây là nguyên cánh đồng này với bên đây nữa nè. Nhưng mà trăm năm nay rồi cứ vậy không à, cứ làm vậy hoài không có cách nào để thu hồi qua cái rơm rạ để
làm cái chuyện khác, cứ đốt bỏ vậy thôi. Bây giờ còn có xe nó cuộn rôm lại, nó bán, nhưng mà cái số rôm mà cuộn lại cũng không có bao nhiêu. Người đốt mỡ vậy tới cả trăm cả trăm ngàn người, người ta ai làm ruộng cũng đốt, là nó khói dữ lắm, nó là nó khiến cho không khí nó bị ô nhiễm không khí, rồi nhìn trời nó không có sáng, nó bị mờ cũng như mình tưởng đâu sương mù. Bữa này thấy cũng có mấy cái đoạn từ thiện tha vô cho phát quà cho bà con, vô tháng 8 hình như là tháng 7 ta, cái rằm tháng 7 này là cái rằm lớn. Đó, hôm nay ổng mới bắt đầu đốt đồng của ổng. Rôm rạ lấy không hết. Rôm rạ lấy không hết đó, đốt bỏ. Trong núi dài, giá chót cũng phải 50 cây. Mà bữa nay thì không có nắng, không có nắng đẹp. Trời ơi ôi 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 ôi. Về phải chỉnh màu. Ở cái thùng nè, ở đi mua cá. Tôi cũng chở cái thùng đi mua cá rô phi về thả trong hầm. Cái này chở cá tri tôn rồi. Mua cá rô phi nhỏ nhỏ đem về thả trong hầm. Cũng cũng 5-7 cây số vậy đó. Để cá rô phi đó nó nhỏ nhỏ, người ta đi xiệt về, người ta bán rẻ, ký 15 ngàn. Để mua về thả vô hầm cho nó nhiều nhiều, năm sau mình ngồi câu. Cứ mỗi ngày câu con hai con lên ăn là được. Phải nuôi cho nó lớn cả nửa ký cho lên nó ăn mới ngon. Cá rô phi á, cá rô phi này mà nuôi lâu năm nó tới 3-4 ký, 4-5 ký cũng có nữa. Chắc cũng được một con cỡ nửa ký à, mà cá từ nửa ký ăn lên đó thì ăn mới ngon. Cá rô phi nó thịt không à. Bữa hổm đi Trà Vinh thấy cá rô phi nó 3 ký. Cá rô phi 3 ký chắc nuôi cũng lâu dữ à. Đây là cầu 13 nè.
mình chạy xuống cái gầm cầu này nè. Qua bên kia là thuộc Tà Đảnh, còn bên đây là thuộc núi Tô. Có một số nhà nghèo nằm ở dưới gầm cầu này nè, cũng 4-5 hộ dưới chỗ này nè. Đây là chỗ quán khô nè, nó phơi khô nè. Đây là cầu 13 nè. Mình chạy xuống cái gầm cầu này nè. Qua bên kia là thuộc Tà Đảnh, còn bên đây là thuộc núi Tô. Có một số nhà nghèo nằm ở dưới gầm cầu này nè, cũng 4-5 hộ dưới chỗ này. Nên ra chỗ quán khô nè, nó phơi khô nè.